Ok, xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với cùng chơi Naruto Broken Born. Ok, chúng ta chơi tiếp. Mình nên nhớ đoạn nào nhỉ? À đây này. Nihokage, cái này là một cái ách mới đấy. Bây giờ là chơi rất là nhiều mới quay lại được cái làng lá đấy. Nhưng mà về các bạn là cái thế giới này là chúng ta có thể đi qua đi lại rất là nhiều để khám phá ấy. Giống như cái bản đầu thôi, nhưng mà cái này nó rộng hơn rất là nhiều. Nó sao cái đoạn này nó trời là tối nhỉ? Được cái phần này là nó đi đi ở trên cái bề mặt là bất kỳ kỳ cái bề mặt là nó rất là tiện này. Mình không biết là cái bản Storm 2 là nó có cho di chuyển tự nhiên do này à? Nhưng mà hình như là mình nhớ là nó đúng là nó đi chỉ chuyển cảnh các kiểu ấy. Toàn đoạn tối ghê nhỉ? Không nhìn thấy cái mẹ này. À đâu, hình như là cái đoạn này mình phải đi ngủ rồi. Ok, chắc là mình sẽ đi ngủ trước đấy. Đây này. Đó, cái này là một nhiệm vụ khác. Meet Hoster Tsunade at the hospital. Sao... chỗ này là cái phần này là nó có nhà của thằng Naruto này. Ôi chết rồi, nhảy sông này. Đi ngủ nên nó có tăng máu này. Đỡ phải hồi. Đi thẳng này. Cái này nó không pinpoint được cái địa điểm mình cần đến, rất khó chịu. Cái nhà thằng Naruto này nó y trong chuyện này, nó có cái ban công nó lòi ra này là nhà của thằng này. Nhưng mà cái chính là mình không biết là mình lên này kiểu gì đấy. Như phải đi trên tường ra. Ok. Cái bàn này nó đi trên tường dễ hơn rất là nhiều rồi. Naruto Room. Thì chúng ta có sleep. Ủa như ngủ dậy nhưng mà trời vẫn tối om. Ok, chúng ta hồi máu ấy. Xoạt bay. Sao mình nghĩ là cái độ dày của cái trò này là nó cũng hơn cái bản Rai đấy. Nhưng mà chỉ đến thời điểm hiện tại nó hơi không có gì à. Chứ trong cái làng lá này cái độ dày của nó cũng cao hơn bản Rai. Sensei told me about. Oh, please, if you can save Sasuke. I'll see what I can do. Sasuke. Sasuke, you're awake. Oh, thank goodness. We were so worried about you. Sasuke. Oh, Sasuke. I'm so glad you're okay. Looks like the little tough guy's got a soft spot. What are you waiting for? You're not done. Okay. Chúng ta chờ tiếp. Quay lại mình chút. Bây giờ đi đâu nhỉ? Head to the... Oh, head back to your apartment, what the f... Mình vừa lấy ra để về. Chỗ này đúng là phải đi ngủ ấy. Trời tối mà. Thật ra ngay cả chỗ anime là cũng rất là ít khi có trời tối ấy. Này, nó ngay trên này này. Không chạy lên cái này. Tìm cái chỗ đi này, đi trên tường này. Các đoạn đã làm tối thế nhỉ?
Đây có coi này, tự nhiên nhớ nhỉ. Naruto House. Naruto room. Đi ngủ. These angels. You received them in the battle against the Sand Ninja? Yes. No one will hold it against you if you give up on being a ninja. You're not serious. You're exaggerating, right, Lady Tsunade? So I have no chance? It is hopeless? Lee, your chances of survival would be 50-50 at best. And if it should fail, you'll die. It would be better for you to give up now. It has always been my dream to be a great ninja. If I lose that dream, it will be far worse than anything you could do to me. I would rather die than give up on my dream. This village. Such ambitious children seem to come from this village. Sarutobi-sensei, I can see you are an excellent Hokage. I hope I can be as strong a leader. From this day on, I shall protect the Hidden Leaf Village as the fifth Hokage. Kinh quá nhỉ. Nhìn tượng này trông xây lại nhìn xấu vậy. Đấy, không hiểu sao là cái này nó cứ trời tối nhỉ, mình không hiểu sao. Nhìn rất là khó luôn. Trang bị tăng sức chiến. Bây giờ có bao nhiêu nhỉ? 270. Đây là có Kiba và Sasuke này. Sasuke này chỉ số to thế nhỉ. Có cả Sakura đã kinh quá nhỉ. Sakura này. Máu này, máu con này nó nhiều hơn thằng Naruto à vậy. No active mission. Có câu cá này, phi tiêu này. Từ từ mình thử ra cái dojo rồi có gì hot không? À đây phải ăn tiền đi, nãy bà ăn tiền đấy, quên mất. Oh my god. Ôi. Ôi ạ. Nhảy lên đây này. Sao nó trời tối nhưng mình không hiểu sao. Đúng không? Cái đoạn này nó phải trời sáng ấy. Hay là cái này nó có yếu tố ngày và đêm nhỉ? Cái này nó ra cái dojo thôi mà. Naruto, sẽ có gì mới không? Ken nó sẽ nâng cấp cho mình thêm nhiều cái mà friendship ấy. 1735 trên 1 defensive challenge. Cái này nó chuyển qua cái này thì lúc mà nó chuyển cái này lại 60 FPS nhìn rất sốc. EXE. Clone ping pong. Chỉ như này thôi à? À, cái này mình biết rồi. Killer back first. Cái này mình biết rồi. À, đấm sau lưng à? Killer back fish.
combo lạo dễ phát nhỉ. Đùa. Fire challenge. Combo challenge head hard landing. A X X. Này toàn combo dễ nhỉ. Được cái là training này lại có được tiền, rất là hay. Nên là rất là có động lực để mà training. Úi giời, một cước. Combo xong rồi này, bây giờ Jutsu training. Jutsu level 2. Rasengan. Cái này xoáy rất là ảo đó. Một trăm mười lăm. Hai trăm bảy mươi tám. Độ luôn. Được 100. Úi dồi, nhiều phết này. You success with call certain name. Cái này là gì? Rasengan à? Ui à, đùa. 130 rồi. Cái này chơi kiểu là mini game. Thầy Gai Sensei lại bị an hành vãi nhán. Còn Fighting Challenge Defensive. Cái này rất là khó nhá. Mình lùi B rồi mà không được, mãi không được. Thế là mình không. Thế là cái trò này làm cái substitution này nó quá lằng nhằng rồi đấy. Là phải đùa bấm lùi đúng cái lúc nó đánh ra. Làm quá mức lằng nhằng. Ok, kể mẹ này, không chơi này. Bùa dỗi. Mình vẫn muốn tăng ngay sơ chiêng này. Trời tối như hũ nút này, chả ai nhìn cái mẹ này. Tay nó tưởng là cái gì, cầm cái biển. Hey, Aneji. Naruto, I haven't seen you around in a while. Yeah, I was out of town on a mission. Just one. I've completed several missions since you've been gone. Not to mention all the repairs we've had to make to the village. Hey, my mission was pretty important. Didn't you hear? I'm one of the people who brought back the fifth Hokage! I thought you were going to be the next Hokage. At least that's what you told me at the Chunin exams. I didn't say I would be the next Hokage! I said I'd be Hokage someday! And I will! What, are you gonna tell me it's not my destiny or something?
No, Naruto. Not anymore. Neji bè tôn kiểu tôn trọng Naruto. Sau cái lần Naruto cho thằng này ăn hành. What an absurd idea. Nên này cái đoạn này nói chuyển 60 FPS này rất là khó hiểu. Ok. You can't hope to compare to their greatness. You think so, huh? Well, I'm gonna prove how wrong you are. Đánh nhau trong giấc mơ. Oh my god. Ui dồi, nhảy vào đúng cái chỗ đó. Né như thánh. Này né kinh nhỉ. Úi giời đập. Đập đi. Úi giời cược. Destiny is that people can't change. Well, you're wrong. You called me a failure, but look at me now. You can change too. Because unlike me, you're not a failure. You're a genius. So, what have you been doing? Đây là chỉ là flashback lại nhanh nữa. Neji, you okay? I'm fine, Naruto. But I've remembered something I need to do. Can we talk later? Okay, sure. There's something hidden here. Byakugan! A paper bomb! What's one doing here? Cái chơi này gì? Byakugan! Ừ, cái đoạn này nó giống kiểu với cái trò Ryan Ninja tìm này. Trốn tìm Hide and Seek. Hả? Đùa nhau à? Byakugan. Người này tìm khó phết nhỉ. Chỉ lên quanh cái đoạn này. Như nó gắn ở trên. Cái này khó hơn hơn cái hai xích kia. Mẹ cái Byakugan này nhìn không nhìn cái gì sợ. Đùa. Không hiểu sao nó lại làm này, rất là khó hiểu. Lại phải đợi một tí mẹ thế mới đều. Trong khi lúc mình dùng cái Byakugan thì nó lại không hồi. Ô, con mấy con chó này giấu đâu ấy nhỉ? Giấu nhiều chỗ rất là hiểm nhé, không biết giấu đâu.
Xe con mẹ lên đi nhìn. Đây này. Úi, mẹ giấu tít trận trên này. Giấu ở đâu này? Sao cái bài nó không làm cả sáng này nhỉ, mẹ cha nhá. Đúng rồi, mình phải nhìn xuyên tường đấy. Cái Brakugan này tìm rất là khó luôn. Ơ, đùa. Ơ, what the f... Có gì loanh quanh này. Mẹ Brakuga mà không nhìn xuyên tường thì cần chó thì phải ấy nữa nhỉ. Rất là khó hiểu rồi. Bình thường là cái này là phải nhìn được xuyên tường này. Mẹ giấu rất là khó chịu. Phải đợi vậy. Mua mấy cái chakra pill này tốn tiền quá. Mẹ cái dùng cái này mà nó không cảm nhận được hay là nó trên này nhỉ? Đây này, nó trên này còn mẹ chứ. Em ấy nhảy lên người buồi. Nói trên này này à. Úi giời ơi, khó chịu thế nhỉ, cái mẹ chakra. Bởi vì là cái đoạn nó làm rất là tối, không hiểu sao. Chạy ra đây này. 6 trên 2 trên 6 này. Nó loanh quanh rồi đây. Đây này. Làm cái gì đen và trắng nhìn rất là khó lắm mẹ. Thế có đều. Đội giả phá bom mìn. Mình nhìn lên cao nhìn. Ôi giời ơi, lại phải đợi. Mới nó gài bom chỗ nào đây. Đây này.
Phải không phải à? Giữa hồ nhân bên này lại phải đợi cho trên cái nhà này ra. Ôi giời ơi, quá lâu. Tell Lady Hokage about this immediately. Ok, chúng ta phải đi gặp Hokage. Tầng thứ chiêng. Tiền thế nhỉ, bây giờ phải đi nâng cấp nữa. Paper bombs. I think I've disarmed them all. But it would be best to send a team to make sure they're all accounted for. I will. This coincides with some alarming news I've just received. A mercenary who specializes in traps was spotted in the village, but managed to evade the guards. His name is Zenigoke. These paper bombs are just his style. It's likely he's still hiding in the village. Neji, your family's Byakugan ability is perfect for this type of tracking mission. Find Zenigoke and disarm any traps he may be setting. I'll send a support team as soon as I can. Yes, Lady Hokage. Bây giờ phải đi tìm một thằng gián điệp. Nó gài bom. Để sử dụng Byakugan. Chứ là cái phần này nó cũng rất là hay, chơi mỗi nhân vật một chút đấy. Đỡ nhàn hơn cái phần Naruto. Trốn lân quanh đi thôi, thằng này. Quay lại khu này là đây này. That doesn't matter. You're coming with me.
I won't be caught quite so easily as that. Zenigo game. Đùa nó né mình như gì? What the? Nên gì đánh chán đấy nhỉ? Đánh cứ mổ. Ủa, nghiêm túc luôn. Nè, mổ vào cái chỗ ấy của nó này. Đùa. Find him. Lại chạy tiếp. Trong khi trong NATO thằng Neji là một trong những thằng đánh quyền thuật là mạnh nhất trong cái thế hệ NATO. Trong này đánh cứ mổ rất khó chịu. Chạy ra ngoài. Để đứng ngay đây. You caught up again, huh? I wouldn't try following me if I were you. It's not safe out there. Kinh ơi, đe dọa bố mày. I have to stop him. Hey Neji, what's going on? Naruto, I need your help. There's an enemy ninja who's attacking the village. We need to find him before he sets off his traps. Let's go. Let's go. Thôi rồi thì mình đi mua đồ đã rồi. Đi mua cái scroll thôi. Nâng cấp rồi này. Trời tối này nhìn rất là khó chịu. Ramen. Nâng cấp ramen. Là cái scroll. Cái vị trí bán scroll nó y chang như cái bản kia. Attack scroll. Ủa. Tăng lực đánh luôn á, ngon quá nhỉ. Iron fish. Ta phải trang bị lại. Chakalaric Lick. Cái này có defensive. Ui, Winfall 50. Ui, hết tiền luôn á. Hết tiền nhanh nhỉ. Ok, bây chúng ta phải đi làm nhiệm vụ. Chung là cái đoạn này là nhờ cái nhiệm vụ nó bịa thôi, chứ còn nó cũng chả liên quan gì đến cái là cái này trong cái kia là nó không có. Trong cái story chính là làm gì có đoạn này.
Chứ mà cái đoạn story chính là nó chỉ xoay quanh cái câu chuyện NATO ấy, nó không có nhiều side mission nhiều. Side mission là nó sẽ có ở trong cái anime nhiều, nó có mấy cái chỗ mà fill in act ấy. Nghĩa là sau hết tất cả những cái act phụ nó sẽ có một số cái tập mấy nhân vật chơi đi với nhau, là chủ yếu là NATO đi với một số nhân vật khác. À, nó cũng kiểu như này. Nhưng mà đến cái đoạn giữa ở các act này là nó không có cái đoạn này nữa. Trò này tiền quan trọng phết nhỉ. Quan trọng hơn rất là nhiều so với trò kia. Đây nó cho mình nhiều tiền phết nhỉ, nhiều coin. Lại quay chạy qua chỗ này, Hot Spring Resort. Cat up to him. Nè, nó không ghi là mình phải đi đâu. Mình phải đổi Nezi vậy. Xem phải đi đâu này. Nó chả bảo mình phải đi đâu, bắt tờ em. Này câu cá này. Đây này. Ô, hay là mình đi nhầm đường nhỉ? Chết bỏ mẹ. Tiền. Mẹ thế mới đều. Đùa. Đây chạy đây. Đường tắt này. Lại đường tắt này. Oh my god. Chắc phải đã tăng cái chakra. Thằng này ít quá. Ôi, có ăn trộm này. Yes. Này gì ra đây. Người này cái gì chu ni này. Ủ đấm đấy. Úi giời. Ủa đánh đấy. Úi giời. NATO thôi. Ơ? Mày bị chặn đường à? What the F man? À, chỗ này là để mở. Đánh nhiều thằng hơn. Genin Ninja.
Quán cước. Úi. Tăng in click combo nào. Raw enemy chắc phải ít hit. Điểm huyệt mày. Úi giời. Hai trăm mà chết luôn. Mẹ thằng ăn trộm rồi đứng ngay sau thằng này mà nó không biết vã. Hình như chỗ này là mình phải nhìn này. Để xem. Bounty Hunting Mission. Tree Action Sequence. Hình như lúc này đúng là mình đi nhầm đường thật. Mình phải đi lại cái chỗ này. Bây giờ không biết là quay đây kiểu gì. Ơ, sao đổi NATO không được nhỉ này? Phải bị kẹt ở đây. Mày quay lại đoạn. Đoạn nó không mở cho mình đi. Hay nhỉ? Hay mình phải gạt cái chỗ gì? Đây này. Lòng vòng cái này. Bom. Từ đúng cái này quá. Chắc đây nó gai bom này. Nên nó có cái gì này. Perform this to... À, xoáy ấy. Cái nó sẽ tạo vòng vệ nó kháng lại hết mình này. Ui. 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 Thiệt lặng xẹt vãi ra. Bán mì ăn chung.
Shop nó để đấy rất là tiện luôn. Mình phải update the health pill. Mua thêm ít này. Fork wallet, mẹ tiền chả bao giờ cầm được như vậy. Inner strength. Increase how fast the chakra regenerate. Chả biết là tăng cái nào hot này. Có khi cái windfall này có vẻ hot này. Inner strength. Mà đi tiếp. Temple Ruin. Chỗ mới này. Mình ghép một cái nó đi cái bầu trời của tối trai nhìn cái gì. Rồi. Ôi ôi. Temple Ruin là cái. Ui giời. Chỗ này mình đi rồi sao nhỉ? Mày qua sông à? Cái thằng Naruto này chakra kém quá. Cho lên cái chakra này. 50. Ok. Cho ai đứng đây này. Do Naruto ra xoáy phát. Ủa. Dạ. Yes. Đây. All right. Ok. Ủa. I'm in. Yes. There. Chỗ này lại thành xoáy này. Chỗ này phải đứng xoáy làm sao? Phải làm dao nổ thế. Mẹ chỗ ấy làm bẫy thật đấy. Hôm nay còn hàng, hết hàng. Đây vẫn còn hàng á, ui dồi. Naruto xoáy anh đi.
Úi dồi ôi. Đùa chạy tít hết đoạn này mẹ bố nó chứ. Yes. Đùa nhau à? Ui. Ok. Nào tôi vẫn bên này. No problem. Bọn này phải ăn mì rồi, bà mẹ. Không chết đấy. Đi cảnh mệt phết này, đùa đâu. Này nó đợi đồng bọn nó rồi. I think a ninja of your caliber would be more careful what company he keeps. Low class partners like this guy will just drag you down. Come along quietly and I won't have to hurt you. I'd much rather see if your fighting skills measure up to your detection skill. If you insist, but I'm certain you won't like the results. Ồ, Neji solo thằng này. Ủa lại bị tóm mẹ thế mày, chó ấy. Chưa học được cái combo gì kìa. XXXY này, lên X lên Y này. YYXX này. À, lên chiêu đá này. Ủa. Né dễ thế nhở. Ủa. Ủa đạp. Số chiêu thằng này được. Sao chiêu thằng Neji này cái animation nó chậm đấy nhỉ? Không hiểu sao. Cái animation nó quá chậm luôn đấy. Mẹ lại bị đổi lại. Chả biết combo mẹ. Mấy cái animation. Ôi cái animation nó quá chậm luôn đấy. Đánh cái chán thật đấy. Đấy.
Chỉ biết là mỗi cái chiêu này thế mới đều. Đúng ra cái thằng này là phải đánh kinh nhất trong cái các hội. Ui dồi đạp. Con chó này. Trời mẹ ảo dào này. Chó này. Ui dồi, bổ. You almost had me there. Nice work, kid. But even someone as talented as you won't get me that easy. Oh, really? I think you're forgetting something. I didn't come here alone. Huh? So, Adam. I may have natural genius, but you shouldn't underestimate my friends, especially not Naruto. Looks like you guys did all right without our help. Naruto, kiểu anh có thể là có khả năng thiên bẩm là thiên tài vãi nhái. Sorry guys. Không biết thằng nào nó viết cái hội thoại nghe xến mà. Is Gokai carrying any documents? Anything that looked like it came from the village? No. Why? Some important papers have gone missing. Lady Hokage thought he might be the culprit. Lại có nhiệm vụ khác. Why would he stay in the village setting traps if he had the documents with him? We're hoping he can explain that. You two should go back to the village. Lady Hokage is waiting for you. Report cho success to Hokage. Này nó trốn kỹ nhỉ, trốn mất tít ở trong này khu chỗ này. Bây giờ ngay cả mình chưa rồi, từ từ. Bây giờ mình đi ra là cũng khó này. Ăn mì, ngồi ăn mì với Naruto. Cái chó chết đi nhỉ? Đây là có trông à? Cái quay kiểu gì? Nhảy qua đây. Ô. Okay. Mẹ bố trên cái đoạn này. Ủa chết luôn này. Vẫn đi ra bên trái. Mình không hiểu cái bullshit gì đây. Mình phải chạy nhanh à? Đây, cái này lại biểu diễn đấy. Ui ôi. Mẹ bố là lại chết. Ghê thật, mấy cái trò đi cảnh hồi xưa cũ nó hơi kiểu lặp đi lặp lại ấy. Kiểu mấy cái đoạn nó hơi vớ vẩn một chút. Cần chơi mày, bà gù gàn mày. Ở đây. Bố mày cần hết cả bọn chó ấy rồi. Ok. Sẽ thế nhỉ? Mẹ cái đoạn này, bùi này. Mẹ cái đoạn bùi này khó chịu nữa nhỉ? Thôi ăn mẹ thì ít ấy đi. Cái gì peel đi. Rất là vớ vẩn nhé những cái đoạn này. Ủa nè đấy.
Mà nó chả có một cái gì luôn. Gài làm bẫy thế chứ. Ui, lại vẫn có hàng à? What? You again? Who are you? How did you get away and get ahead of us? You must have met my brother. My bro. I'm Mizugoke. I understand. The traps were a distraction, so we would chase your brother while you stole the documents. You catch on pretty fast. We'll be taking those documents. Okay, thằng này nó đi, nó lấy cái giấy, còn cái thằng em của nó là nó đi đặt bom, rất là hay. Đấy, cái chiêu thằng này nó rất là né, rất là dễ. Đây cái attack animation thằng này quá chậm luôn. Mình không thể tưởng tượng được sao nó chậm như này. Yeah. Ui ôi, đánh. Còn an hành này. Còn chết mẹ luôn. Cái chiêu mẹ điểm huyệt này khó chịu đấy nhỉ. Ok ok. Ở chỗ này lại. À đúng rồi, mình phải đi đường này. Tớ đi ăn này xung quanh rồi đi. Coi. Ôi, lại ninja đã chứ. Johnny ninja. Thôi được rồi. Nato mình đấy biết đánh rồi. Ui. Ui, đạp. Ui. Ui, né kìa. Cược của mẹ. Ui dồi, nó cướp mà. Ui dồi, cướp. Ôi, mày chết đi. AXIB à. Ui tiền nhiều thế. Tôi chết rồi, phải làm lại cái chỗ này. Đợi tí để nó hồi lại. Xem mở này đi. 100 và 150. Rút xu. Ôi, tè về đây. Nhiệm vụ này kéo dài phết.
Cậu lắm tiền thế. Trời sáng nó phải tốt đâu. Lại có tiền thế mà. Hơn đâu nhỉ? Đây này. Ok, thì trả nhiệm vụ cho cái bà Hokage. Ok, back to the Hokage. Story progress 45%. Cái này nó sẽ kéo ra đến cái đoạn mà chúng ta sẽ đi nói chung là giải cứu rằng Sasuke cho những các bạn nào mà xem anime rồi. Nên là về cơ bản là chúng ta cũng sẽ có, chắc mình nghĩ sẽ có một vài side quest chính. Và có một cái side quest to nhất đấy là rồi nó sẽ kết thúc luôn game ấy. Rồi là chúng ta sẽ cắt đến luôn đến cái phần mà Shippuden ấy. Còn cho anime thì nó sẽ có rất là nhiều cái ách mà gọi ách phụ ấy. Là báo cáo cho bà này. All this time the great Zenigoke was actually two people. It seems Zenigoke would set the traps to cause a distraction. Well, he bro snuck in to steal whatever they were after. We still have people scanning the village, but it seems you caught all of the traps. Neji, your quick thinking saved the village. Good work. But I don't recall assigning you a partner on this mission. Partner. Forgive me, Lady Hokage. I happened to meet Naruto, and his skills were a valuable asset. You both did very well. Thank you. Ui, cộng nhiều phết nè, 145 cái này. Ok, chắc là mình sẽ quay lại và mình chơi tiếp cái đoạn khác. Đây là... còn có nhiệm vụ. Sao cái nhiệm vụ này nó... bây giờ là chúng ta chơi được với là Neji rồi sao? Kể như là mấy cái nhiệm vụ này nó là nó unlock cái character ấy. Ok, mình sẽ quay lại sớm, tập này tương đối dài. Mình chơi cá cái nhiệm vụ thằng Neji nữa các kiểu. Rồi lần sau mình chơi tiếp một số cái nhiệm vụ khác. Nói chung là về cơ bản là mình vẫn tập trung để chơi cover hết một số cái story chính nha các bạn ạ. Còn nhiều, rất là nhiều cái thử thách mà mình không thể mình chơi được hết 100% ấy. Nhưng mà về cái story thì mình sẽ chơi hết cho các bạn. Để chúng ta có một cái nhận xét toàn diện về cái game này. So với cái bản story mà rất là nhiều người ta chơi rồi ấy. Ok, mình có rất là nhiều game, chơi rất nhiều game trên Switch. Hy vọng các bạn có thể xem qua được cái nội dung trên cái channel của mình. Như kiểu là Family Tree House, Archer Chain và Pokemon nó kiểu ấy. Và mình cũng chơi rất nhiều game PC như kiểu như là Battle Ram này, sau cái gì nữa nhỉ? Terminator này. Và rất là nhiều game khác nữa. Hy vọng các bạn có thể like và đăng ký channel này để support được cái nội dung mình đang phát triển trên channel mình. Và qua đó thì giới thiệu được cho nhiều người biết được và giới thiệu được cho YouTube biết là cái nội dung mình hay. Và từ đấy lại YouTube lại giới thiệu cho nhiều người khác biết được cái nội dung của trên cái channel mình. Ok, mình sẽ quay lại sớm để mình chơi tiếp cái game Broken Born Naruto này. Ok, mình xin cảm ơn các bạn theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn ở một cái tập khác trên channel mình.